đâu bị kịp. Nathime saranam anyam sankho me saranam varang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Vanda mi che ti yang sampan sampathane supatin thi tăng sari rikatha tu maha pothin puttharu bang sakalang sada Vanda mi che ti yang sampan sampathane supatin thi tăng sari rikatha tu maha pothin Puttharu bang sakalang sada Vanda mi che ti yang sampang sampathane supatitthitang Sari rikatha tu maha pothin Puttharu bang sakalang sada. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn? Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành? Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ? Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo, phân minh kết thành. Dạ, con xin đọc bài lễ bái phụ mẫu kệ. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ suy con sợ lỗi gì ơn trên. Từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm non chăm non con trẻ kể thôi sao cùng, con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phụ phục mong dung tội rài. Khi con la khóc rài tai, từ bi mẹ hát thương thai bảo đụng. Tân dịch đại tiểu tiện tùng, các vật uế trượt ung dung lao chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhầm đón những mùi thối tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn thay trời đất khó mà đắp sâu. Cầu cho cha mẹ thảy đồng, đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng con. Sabbe satta avera tu sukhita hontu netukha hontu abhya paccha hontu anika hontu dikha yuka hontu aroga hontu sampatti hisamit jantu sukhi attanam bariharam tu dukkha patta chanin dukkha phayam patta chanin phaya sokham patta chanin sokha hontu sabbe vibhanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có ăn trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng,
hãy cho được sống lâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con tắt bạch để thỉnh sư truyền tăng quy và ngũ giới ạ. Ukasa mayan phan te quy sung rakhanattha yati sarane nasaha pancha sila niya chama. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Duti yambi mayan phan te quy sung rakhanattha yati sarane nasaha pancha sila niya chama. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vẫn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhị. Tati yam bi mayang phan te quy sung rakhanattha yati sarane nasaha pancha sila niya chama. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vẫn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ kính sư, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Dạ sau đây con kính cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Buddhang saranang gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranang gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Sangham saranang gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyam vi Buddhang saranang gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Duttiyam vi Dhammang saranang gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ Duttiyam vi Sangham saranang gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyam vi Buddhang saranang gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyam vi Dhammang saranang gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyam vi Sangham saranang gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Buddhang saranang gacchami. Con xin hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangham saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyam vi Buddhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Duttiyam vi Dhammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Duttiyam vi Sangham saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyam vi Buddhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyam vi Dhammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyam vi Sangham saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thì
Saranagahanam Nithitam, phát huy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. Ama phần tê, và chúng con xin vâng. Bà la thi ba ta vê ra ma ni si kha bất năng tâm ma bị gia mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự sát sanh. A đinh na đa na vê ra ma ni si kha bất năng tâm ma bị gia mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra vê ra ma ni si kha bất năng sa ma ni ya mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da vê ra ma ni si kha bất năng sa ma ni ya mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me ra yama chapama dathana veramani sikha vanang samani yami, còn xin bao nhiêu điều học là quy tánh xa suy dễ vương rượu và các chất sai. Banati bata Vê ra ma ni sikha padang samadhiyami, con xin vâng dụng điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Vê ra ma ni sikha padang samadhiyami, con xin vâng dụng điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicchacara Vê ra ma ni sikha padang samadhiyami, con xin vâng dụng điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Vê ra ma ni sikha padang samadhiyami, con xin vâng dụng điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameyamat Chappamadathana Vê ra ma ni sikha padang samadhiyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha badani sarukang katua ngabhamade nanichakalang samarakitabhang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải nói nguyện dự hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Ama phần tê, và chúng con xin vâng. Sile na su ga tinh yon tích, sile na phô ca thâm bác đàn, sile na nếp ca tinh yon tích ta sâm mang, si lăng quỷ sô thác dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhâm niết bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các gây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhớ. Sa-thu sa-thu lành thay. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo ạ. Uttamange-na-vande-hang-ba-da-pang-sung-va-ru-ta-mang Puttheyo kalito doso Puttho kamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang
tham mang cha du vi tham qua răng tham me yo kali to do so tham mô kamatu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vandeham sankhan chaduvithottamam sankheyo kalito doso sankho kamatu tang mamam. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và sau đây con kính cung thỉnh Ngài chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. À. Sotthalattho sukhito varunaho bodhassa sane arogo sukhito hoi saha sabbe hiññāti pi sotthalattha. Sukhita varunaha bodhassa sane aroga sukhita hohi saha sabbe hiññāti pi te arthalattha. Sukhita varunaha bodhassa sane aroga sukhita ho tassa sabbe hiññāti pi. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thai. Yam kin chikusala kammang katambang kiriyam mamakaye. Nawacha manasati dase sukatam katam ye sakta sanyino akthiye cha sakta asanyino katam punya phalang maihang sabbe pagi pawantute ye tang katam suviditam dinang punya phalang maya ye chat Chatathana cha nanti deva gantoa niwe dayung sabbe lokam hiye sakta chiwanta harahe tuka manun nyang po chanang sabbe lafantu mamache tasati. Phước căn con đã tạo thành do thân hữu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rày, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lạnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Và sau đây con kính cung thỉnh Ngài Trí Đức có thể đọc kinh cầu siêu cho mẹ chồng của Nguyên Như ạ. À. Dạ con kính dâng mít lại cho Ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mít ạ. À. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng cũng đã cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới. Dạ con xin dâng mít lại cho Ngài. Thank you.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Hôm nay do sự yêu cầu của Chích Nguyên Như, Chích Nguyên Càng, trong thông bằng quyến thuộc của mình có người thân đã qua đời, đó là cụ bà Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1936, mất ngày 13 tháng 9 năm 2020 lúc 12 giờ 12 phút, hưởng thọ được 84 tuổi. Đây là một việc làm tri ân báo hiếu của người con đối với cha và mẹ. Và đạo tràng của chúng ta cũng thể hiện sự tri ân đối với cửu huyền thất tổ qua cái duyên sự này. Vậy thì mong quý vị hoan hỷ, chúng ta cùng chắp tay để hộ niệm ha. Tức là quý vị cùng với Chích Nguyên Trang, Chích Nguyên Như để chia buồn và cũng là hướng về cửu huyền thất tổ của mình, nhân cái cơ hội này để chúng ta trả chữ hiếu, để tri ân đến tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta qua duyên sự ngày hôm nay ha. Chúng ta bắt đầu đi vào thời kinh ha. Đạo tràng Phật giáo Nam Truyền quỳ trước Phật đài, chí thành đảnh lễ mười phương chư Phật, được bổn sư Gotama tôn pháp thanh hiền tăng. Đạo tràng một dạ chí thành thiết lễ cầu siêu để hồi hướng công đức đến cụ bà Nguyễn Thị Kim Cúc, cảm nhận Phật ân thượng hưởng phước lành vãng sanh cảnh giới an lạc. Đạo tràng chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, trước bao đền thâm ân hóa độ, đáp nghĩa nặng sinh thành, sau vuông bồi dân lành giải thoát, lợi lạc pháp giới chúng sinh. Ngưỡng mong ân trên tam bảo từ bi tiếp độ. Trước tam bảo uy linh tối thượng, đèn trầm hương tâm nguyện chỉ thành, cầu cho pháp giới chúng sanh, nhất là cha mẹ muôn phần phước duyên, mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp, mãi vun bồi hạnh phúc vô dư, liên hoa nở khắp biển trần, khổ đau vắng lặng, tham sân đoạn lìa. Cuối đầu đảnh lễ tấn từ tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đánh giữ lợi quần sinh. Đệ tử quy y Phật, đấng thiên nhân điều ngự, vị trí vẹn toàn. Đệ tử quy y Pháp, đạo chứng mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Đệ tử quy y Tăng, bậc hoàng kỳ chánh pháp, vô thượng phước điền. Lần thứ hai, đệ tử quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Lần thứ ba, đệ tử quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng, loại vô biên trí tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàng Phật hiện, ở tương lai vô lượng Phật thành, hiện tiền chư Phật độ sanh, con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu. Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng, danh biến tri minh hạnh đủ đầy, đức âm thiền thể cao dày, bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm. Quốc sĩ mầm ách phược, bậc trọn lành điều ngự trượng phu, trời người quy phục đạo sư, Phật Thế Tôn hiển chân như độ đời. Chẳng có nơi nương nhờ cao trọng, bằng Phật Đà vô thượng chỉ tôn, chúng con quy ngưỡng một lòng, y lời chân thật cầu mong an lành. Giao năm Phật quy trần đảnh lễ, những lỗi lầm vô ý gây nên, cuối xin ông Phật vô biên, cho con sám tội tiền khiên từ rời. Bác thân chánh giác, đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê,
Hôm nay một niệm quay về, quy y pháp bảo Bồ Đề Tự Tâm. Từ quá khứ vô vàng diệu pháp, ở tương lai vô lượng pháp màu, hiện tiền Phật pháp thâm sâu, truyền từ phương tiện bắt cầu độ sanh. Pháp bất diệt chá lành theo dạy, lìa danh ngôn hy luận nghĩ bàn, vượt thời gian vượt không gian, thiết thực hiện tại quốc nhiên tỏ tường. Pháp hướng thượng đến rồi thấy rõ, lìa si mê sẽ bỏ vọng trần, chỉ nhân ngộ tỉnh chân nhân, tự mình chứng nghiệm pháp thân thượng. Chẳng có nơi nương nhờ cao trọng, bằng đạo vàng vô thượng chỉ tôn. Chúng con quy ngưỡng một lòng, ý lời chân thật cầu mong an lành. Gieo năm pháp quy trần đảnh lễ, những lỗi lầm vô ý khởi sanh. Cuối xin pháp học pháp hành, cho con sám tội tâm thành từ đây. Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, giúp trần lao đạo quả viên thành. Lục căn vắng lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng, phước lành thế gian. Từ quá khứ vô vàng tan chúng, ở tương lai vô lượng thánh hiền. Ơn sâu tâm bảo hiện tiền, con xin kính lễ gieo duyên niết bàn. Bậc thiện hạnh thinh văn đệ tử, bậc trực hạnh pháp lữ tăng già, bậc như lý hạnh ta bà, bậc chân chánh hạnh lìa xa luân hồi. Thanh đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm. Cùng nghinh kinh lễ một niềm, thỉnh chúng vô thượng phước điền thế gian. Chẳng có nơi nương nhờ cao trọng, bằng tăng già vô thượng chí tôn. Chúng con quy ngưỡng một lòng, y lời chân thật cầu mong an lành. Gieo năm pháp quy trần đảnh lễ, những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng. Cuối xin chư thánh hiền tăng, con xin sám tội ăn năn từ rời. Con xin cung kính nhất tâm, đảnh lễ xá lợi kim thân Phật Đà, Bồ Đề bảo tháp gần xa, đời đời hương liệu trầm hoa cúng dường. Ba tòa thanh tịnh Bồ Đề, mười phương thiên chúng hồi về nghe kinh. Pháp màu diệt tận vô minh, pháp màu cứu khổ sinh linh vạn loài. Kinh tỉnh hàng thiên chúng dục giới và sắc giới, ở đỉnh núi hang động hoặc cung điện trên không. Kinh tỉnh hàng địa tiên, nơi hải đảo châu quận, cây cao hoặc rừng rộng, trong nhà hoặc vườn vườn. Kinh tỉnh thần già xoa, càng thất bà long vương, bậc có tâm hiền thiện, ở dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng thẳng, hiện đang trú không xa, xuyên qua tập đạo tràng, để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Môn Ni, khai thị độ chúng sinh. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thông, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Vàng pháp do nhân sinh, nhân diệt, vàng pháp diệt, Đức Phật Đại Sa Môn hằng giáo huấn như vậy. Kinh vô ngã tướng. Pháp tướng vô ngã nào, chúng sanh khó liêu ngộ, Đức Phật thuyết pháp ấy thoát khỏi mọi khổ đau. Vì nhầm tưởng chi kiến chấp ta và của ta, người thấy pháp hiện tiền, thấu đạt đến chân lý, chứng ngộ pháp cao thượng, tâm an tịnh giải thoát mọi cái buộc nỗi phiền. Bởi chi kiến thanh tịnh, lời kinh nào lợi lạc, cho sở nguyện hành trì, cho trí tuệ tùy sinh, nay chúng ta trùng tụng. Như vậy ta nghe một thời Thế Tôn ngự tại vườn Lục Giả gần thành Varanasi. Đức Phật giảng cho năm thầy Kiều Trần Như nghe như vậy. Này các tỳ kheo, sắc uẩn là vô ngã, không phải là của ta. Này các thầy tỳ kheo, nếu sắc uẩn thật là của ta thì uẩn ấy sẽ không bị đau khổ. Là nữ người đời có thể nói xin cho sắc uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các thầy tỳ khưu, sắc uẩn thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Là nữa người đời không có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia.
Này các thầy tỳ kheo, thọ uổng tưởng, uổng hành, uổng thức, uổng thật của ta. Này các thầy tỳ kheo, nếu các uổng ấy thật là của ta thì chúng cũng không bị đau khổ. Là nếu người đời có thể nói xin cho các uổng của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các thầy tỳ kheo, các uổng ấy thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Là nữ người đời không có thể nói xin cho các uổng của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các thầy tỳ kheo, các ngươi cho sắc uổng là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc uổng là vô thường. Vật chi vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các thầy tỳ kheo, các ngươi cho thọ uẩn tưởng, uẩn hành, uẩn thức, uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, các uẩn ấy là vô thường. Vật chi vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các thầy tỳ kheo, cho nên sắc uẩn nào dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thủ thắng, gần hoặc xa, sắc uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tưởng như vậy. Đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các thầy tỳ kheo, thọ uẩn tưởng, uẩn hành, uẩn thức, uẩn nào dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thủ thắng, gần hoặc xa, các uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tướng như vậy. Đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các thầy tỳ kheo, bậc thế năng được nghe và thấy như thế rồi liền sinh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Do nhàm chán vì ấy ly tham, do ly tham tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, vì ấy chứng đắc tuệ giải thoát và biết rõ sự sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm và không còn tái sanh nữa. Đức Phật thuyết giảng như vậy, năm thầy tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Khi Đức Phật giảng dạy kinh này thì tâm của năm thầy tỳ kheo được giải thoát, các vi tế phiền não không còn chấp thủ nữa. Pháp nào có tên gọi là vô thường là pháp có trạng thái biến hoại không ngừng. Pháp nào có tên gọi là khổ não là pháp có trạng thái sầu đau khổ lụy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã là pháp có trạng thái không phải là của ta. Pháp ấy chẳng phải để riêng cho những người trong một xóm làng, một thị trấn, một gia tộc. Pháp ấy để chung cho tất cả thế gian và thiên giới. Tất cả chúng sinh phải vĩnh biệt cõi đời, vì sinh mạng của tất cả chúng sinh chỉ có sự chết là nơi cuối cùng. Tất cả chúng sinh đều phải chiêu cảm nghiệp duyên của mình đã tạo, rồi đi thọ sinh trong kiếp sau. Chúng sinh nào tạo nghiệp dữ phải chịu khổ trong các khổ cảnh. Chúng sinh nào tạo nghiệp lành được thọ sinh vào cõi an lạc. Cho nên người đời cần phải kịp thời tạo nhiều phước đức làm của tùy thân trong kiếp sau, vì phước đức là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh trong đời vị lai. Sự sống của chúng sinh thật là ngắn ngủi, sự già hằng dẫn đến sự chết. Trên lộ trình sinh tử ấy, chúng sinh hoàn toàn bất lực. Nếu người đời thấy rõ sự chết là điều đáng lo sợ thì nên tạo nhiều công đức, vì mọi phúc lạc đều bắt nguồn từ những công đức ấy. Các pháp hữu vi thật không bền vững, có tánh sinh diệt là thường, vì nhân sinh rồi diệt,
dịch rồi sinh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, tất cả các pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Vua Bimbisara nằm mộng thấy thân nhân bị khổ quả đói lạnh, đến bạch hỏi Thế Tôn. Đức Điều Ngự bi mẫn chỉ dạy cách tạo phước, hồi hưởng các vong linh thoát ly mọi khổ ách. Các thân nhân quá vãng thường để nhà quyến thuộc đứng ngoài vách tự cửa, ngã đường hay cổng thành, trông chờ hưởng phước thí, nhưng vì kém phước duyên, hương linh bị quên lãng. Thân nhân tạo phước lành do công đức bố thí, nên phát nguyện bằng lời: nguyện quyến thuộc quá vãng thường hưởng công đức này, được họ sanh lạc cảnh. Những thân nhân quá vãng quan tập các đạo tràng, dặm được phước hồi hướng, thường thốt lời cảm kích, mong ân nhân của mình được trường thọ phúc lạc. Người đã tạo công đức chắc chắn được quả lành. Trong cõi chúng sanh khổ không có các sanh kế, trồng trọt hoặc chăn nuôi, bán buôn hay trao đổi. Chúng sanh cảnh giới này hằng mong đợi phước báo do quyến thuộc hồi hướng. Như nước trên gò cao chảy xuống vùng đất thấp, phước lành đã hồi hưởng có diệu năng cứu khổ. Như trong sông tuôn chảy đều hướng về đại dương, nguyện công đức đã tạo thấu đến chư hương linh. Khi người nhớ ơn trước, do tình nghĩa thân bằng, do tương duyên quyến thuộc, hãy cúng dường trai tăng hồi hưởng phước đã tạo. Sự khổ sầu thương cảm trước tử biệt sinh ly không cho thân nhân quá vãng. Các trai tăng hợp đạo gọi Dakkhina Dana, cúng dường vô phân biệt đến đại chúng tăng già, bậc phạm hạnh giới đức, bậc vô thượng phước điền, được vô lượng công đức, là thắng duyên tế độ hương linh trong cảnh khổ. Do thiền sự đã làm, do hữu hướng đã nguyện, do tăng lực đã cầu, xin tiểu thành phúc quả đến cụ bà Nguyện Thị Kim Cúc, được vãng sanh lạc cảnh. Bởi không tường diệu đế hữu tình tạo nghiệp chuyên, chính vô minh nguồn cội, nguyên nhân tạo nên hành, từ hành vi thiện ác gieo chủng thức tái sinh. Như vậy do chính hành kiếp sanh thức tập khởi, thức chủng tử đầu đời tạo hiện hữu thâm tâm. Bởi do ý nghĩa này gọi thức duyên danh sắc, vật chất và tâm thức biến hiện sáu giác quan, như do danh sắc lục nhập được hiện thành. Sáu giác quan năng động tiếp xúc sáu cảnh trần, như vậy do lục nhập hiện tượng xúc khởi sanh. Sáu căn gặp sáu cảnh khổ lạc xả phát sanh, như vậy do duyên xúc cảm thọ được tạo thành khổ lạc ưu hỷ xả. Nhân sinh mọi chấp trước, như vậy chính cảm thọ duyên tạo nên ái dục, tham muốn nên dính mắc, dục lạc cột mê tâm, nên gọi nhân ái dục là duyên sanh chấp thủ. Khi tâm trần hệ lụy biến hiện muôn sở hành, như vậy do chấp thủ tác động hữu khởi sanh. Có tạo tác có quả, có chủng tử luân hồi, như vậy do duyên hữu sanh quả được hiện thành. Có thân hẳn phải già, có sanh ắt phải diệt, chính do ý nghĩa này gọi sanh duyên lão tử. Cũng chính do duyên sanh sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ uẩn này được hiện thành tập khởi. Vô minh diệt hành diệt, hành diệt nên thức diệt danh sắc diệt, danh sắc diệt lục nhập diệt, lục nhập diệt xúc diệt, xúc diệt cảm thọ diệt, cảm thọ diệt ái diệt, ái diệt chấp thủ diệt, chấp thủ diệt hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt lão tử diệt, sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ uẩn này không hình thành tập khởi. Kinh khuyến tu. Việc trần thế khuyên ai phải ngẫm: danh mà chí, lợi lắm mà chí, bảo công danh một nước có ra gì, mùi phú quý vòng mấy tan hợp. Xong cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu chỉ hưởng một đời.
Lễ tử sanh đeo đuổi kiếp người, thân tứ đại lấy đâu làm chấp. Kìa sinh tử thế liền trước mắt, chúng một phần lắm kẻ thanh xuân. Tấm thân này vốn chỉ giả thân, nay còn đỏ mai chưa chắc được. Phần nỗi bệnh nỗi già thuốc phược, sống trên đời sống được bao lâu. Mới tóc xanh kế đã bạc đầu, rồi lại đến gò hoang một nắm. Ôi hơi thở khi nhân duyên mượn tạm, một sớm vô thường trả lại thôi. Muôn việc đều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng dứt. Nào sự nghiệp thân nhân tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Sanh giả không, hề tử giả không. Đất nước lửa gió đâu tồn tại. Rồi tử sanh luân hồi mãi mãi, nỗi đau theo bể khổ trầm luôn. Gọng ngắn thay định luật vô thường, cho nhân thế tầm đường giải thoát. Nếu chi nguyện thanh cao mong đạt, cần nương theo giáo pháp Phật Đà, dốc một lòng tự giác giác tha, hành bậc chánh hướng về đạo quả. Kiếp thức tỉnh mê đồ buông xả, thôi đắm say huyễn hóa hồng trần. Ly não phiền Phật cảnh cao đăng, thành chánh quả vô sanh bất diệt. Cầu chư Phật từ bi tiếp độ. Hương linh quy y Phật, đấng thiên nhân điều ngự bi chỉ vẹn toàn. Hương linh quy y Pháp, đạo trưởng mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Hương linh quy y Tăng, bậc hoàng kỳ chánh pháp vô thượng phước điền. Lần thứ hai, hương linh quy y Phật Bát Tăng Tam Bảo. Lần thứ ba, hương linh quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nguyện thập phương tam thế tam bảo tùy từ tiếp độ hương linh cụ bà Nguyễn Thị Kim Cúc, được trưởng thừa tam bảo lực tốc xá mê đồ siêu sanh lạc cảnh. Nguyện thập phương tam thế tam bảo tùy từ tiếp độ hương linh cụ bà Nguyễn Thị Kim Cúc, vãng sanh thế giới an lạc. Nguyện cầu tám hướng mười phương, chúng sanh muôn loại hãy thường an vui. Dứt trừ oan trái nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi tiêu tan. Rời xa nhiễu hại nguy an, bỏ lòng hẹp lượng mưu toan lời cầu. Chúng sanh yết bình sống, thành tựu đầy đủ phước sâu đức dày. Nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ khổ não đắng cay oán hờn. Dứt trừ tính sợ tái ương, bao nhiêu hoạn nạn ưu phiền từ ly. Nguyện cầu tam bảo chứng tri, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sinh. Mẹ cha quyến thuộc xa gần, hiện tiền quá vãng trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ báo truyền, giúp cho thảy đều hưởng phước cam lồ, đạo căn bất thối tâm vô khổ sầu. Lời vàng chư Phật thâm sâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thái bình. Con cùng pháp giới chúng sinh đồng lương chánh pháp quang minh chân truyền. Tiếng tâm giữ vẹn một niềm, phun bồi phúc huệ, gieo duyên niết bàn. Nguyện công đức đã làm, hồi hướng khắp chúng sinh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm, hồi hướng khắp chúng sinh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm, hồi hướng khắp chúng sinh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Qua lễ cầu siêu để trợ tiến đến hương linh cụ bà Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1936, mất ngày 13 tháng 9 2020, lúc 12 giờ 12 phút, hưởng thọ được 84 tuổi. Sớm siêu sanh về nơi nhà cảnh, bằng như đang ở nơi an vui, thì sự an vui này
càng thêm tăng tiến. Rồi xin mời sư Nguyên Trang hồi hướng ha. Nam mô Bích Thái Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ một lần nữa con xin thay mặt Nguyên Như kính tri ân Ngài rất là nhiều. Ngài đã dành thời gian quý báu của mình và đọc thời kinh cho bà. Dạ, dạ con kính tri ân Ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng ạ. À. Dạ bi, con đọc cái bài. Dạ ngài con đọc bài nào ngài? Bài nào? Con hồi hướng chư thiên được không ngài? Hồi hướng chư thiên được không? Dạ. Cô Nhật Quỳnh. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng ạ. Phước lành con đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, hồi hướng hương linh phước này, siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, hồi hướng hương tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, những hồi hướng hương linh phước này, siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay, hồi hướng hương linh phước này, siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con cũng thành tâm dâng quả phước mà con đã trong sạch phục vụ Tam Bảo, thành tâm dâng đến bà Nguyễn Thị Kim Cúc, mong bà hoan hỷ thọ nhận, dù bà ở cảnh giới nào thì cũng được an vui, nhất là được siêu sanh nhàn cảnh, cuối cùng gặp được chánh pháp, sớm đắc được đạo quả niết bàn. Nam mô Bích Tha Giá. Con xin thay mặt gia đình Nguyên Như, Nguyên Trang thành tâm đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức cùng toàn thể đạo tràng đã bỏ thời gian quý báu và mở khóa kinh cầu siêu đến bà Nguyễn Thị Kim Cúc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài và tri công đức cũng như kính cảm ơn tất cả đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ bây giờ thì còn 3 phút nữa mới đến giờ của huynh Pháp Hữu. Dạ, Nhật Bình kính mời Nguyên Như. Dạ, cảm ơn Nguyên Như. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con Nguyên Như, con xin kính lễ Ngài Cả Trí Đức. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt gia đình ở bên chồng của con và thay mặt cha chồng của con kính tri ân Ngài đã mở khóa lễ để mà cầu cầu siêu cho mẹ của con, bà được chuyển qua đến ngày thứ sáu là mà bà đặt chuyển qua cái dạng là hospice, nhưng mà chỉ có 2 ngày thôi thì bà đi rất là lẹ quý vị, bà đi trong cái trạng thái rất là thanh thản như là ngủ vậy đó. Thành ra bà đi vô coma từ từ, rồi cái giống như là tắt, thì theo con thấy nó giống như là một cái đèn mà cái tim nó đã cháy hết và cái dầu nó cũng hết rồi. Thành ra con có thưa với bên chồng là coi như cái cuộc sống của mẹ là cũng đã hoàn tất, cũng là mỹ mãn, thành ra cũng là một cái điều hạnh phúc, nên mà không có bị đau đớn, mà không có cái chuyện gì xảy ra hết. Thành ra
giống như bà đi rất là thanh thản. Thành ra con có dặn nhà của con là không có nên khóc. Thì tất cả mọi người biết tụi con tụng kinh từ hồi 12:15 cho tới bây giờ, thì con cứ liên tục có chư tăng vào, thì tụi con cũng làm phước liên tục. Thành ra con thấy mẹ con rất là có phước. Dạ con xin kính tri ân ngài một lần nữa. Và con xin kính chào đạo tràng. Dạ con xin chào đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thú. Sa thú Nguyên Như. Dạ Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Pháp Hữu. Dạ Tâm Phương ơi, Tâm Phương có trước máy không? Trở lại làm nhiệm vụ Tâm Phương ơi. Alo alo Tâm Phương. Tâm Phương ở đâu rồi? Có trước máy không? Rồi, Tâm Phương nặng mất tiêu luôn rồi. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Quỳnh Pháp Hữu giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đậm nhờ ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên phận nhầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy giá và đạo tràng đang trang nghiêm thanh tịnh. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời Quỳnh Pháp Hữu đăng đàn để giảng giải bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng má. Dạ kính mời Quỳnh. Dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con kính lễ sư trí đức, kính lễ quý chư tụng đức tăng đi. Kính chào quý anh chị. Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi sinh hoạt Phật pháp, chúng tôi xin mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi đảnh lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadami Svakkhato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkang Namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào đề tài của buổi đàm luận Phật Pháp sáng hôm nay. Đó là về chương cuối cùng của cuốn sách Tỉnh Thức Trước Bệnh Tật và Cái Chết. Quán tưởng về cái chết, chương 24. Thì cuốn sách này đầu tiên là do Ngài Tỳ Khưu Analayo soạn dựa theo những bài kinh trích Ngài trích ra từ trong tạng A Hàm của Hán Tạng, tương đương với tạng Nikaya của Pali. Và Ngài soạn ra thành 24 chương, chia ra làm hai phần. Phần đầu từ chương 1 tới chương 12 là để những cái bài kinh và những chủ đề có liên quan đến cái bệnh, làm sao cho chúng ta đối phó với bệnh, nhất là bệnh nan y, đưa gần cái chết, có những lời khuyên của Đức Phật như thế nào, hoặc là có những cái bài giảng, những cái bài nói chuyện của chư tăng và cư sĩ thời đó. Rồi 12 chương kế là nói về cái chết, có những cái nhìn, những cái đề tài khác nhau về chết. Cũng Ngài cũng trình bày có những bài kinh trích trong tạng A Hàm, đồng thời Ngài cũng đưa ra những bài kinh Pali tương đương. Và cuối cùng chương 24 là chúng tôi xin đọc ngày hôm nay, đó là quán tưởng về cái chết. Chúng ta cần phải suy niệm về cái chết thường xuyên như thế nào, Đức Phật khuyên chúng ta như thế nào. Và niệm chết cũng là một trong những tùy niệm mà Đức Phật khuyên người đệ tử phải thực hành thường xuyên. Bởi vì không có ai thoát khỏi cái chết, sinh lão bệnh tử, ngay cả những cái bậc thánh, những bậc đã đắc đạo, cuối cùng rồi thì cái thân ngũ quẩn cũng dừng lại, không làm việc nữa. Chỉ có điều khác biệt là các ngài không tái sinh, còn chúng ta thì phàm nhân, hoặc là những người đã nhập dòng thánh lên ba cái quả vị đầu tiên, nhập dự lưu, nhất lai, bất lai thì cũng còn phải tái sinh luân hồi. Nghĩa là cái thân ngũ quẩn này có một lúc nào đó cái thân vật lý ngưng hoạt động. Qua cái tiến trình có sinh ra thì có già, có già rồi thì cũng trục trặc này kia, cái bệnh, rồi ngừng lại, không hoạt động, cái chết. Là cái chết là một điều tự nhiên. Nhiều người, nhất là người Tây phương, họ không có nằm ở trong, không có quen thuộc với cái cái văn hóa Phật giáo, thì đôi khi họ sợ. Họ sợ nói chuyện về cái già, cái chết. Đó là những cái đề tài mà cấm kỵ. Khi gặp nhau rồi thì không có nên nói những cái chuyện đó. Mà chỉ nên những cái chuyện vui tươi, trẻ, đẹp, chuyện làm ăn, thành công, buôn bán, chính trị, rồi nói chuyện với nhau. Chứ còn cái đề tài nói về cái chết, cũng như cái già, là coi như là không có, không nên nói ra. Nói ra họ sợ, thấy hết mất vui. Coi như là mình không có lịch sự, những cái đề tài không nên nói. Nhưng mà đối với người Á Châu chúng ta, nhất là những người trong cái văn hóa của Phật giáo, thì mình thấy cái chuyện đó là chuyện bình thường. Sinh lão bệnh tử, Đức Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và mình cũng đã ăn sâu trong cái tiềm thức của mình. Mặc dù nếu mà mình không khéo nói ra thì cũng có thể bị người ta chê cười. Người ta nói mình sao mà bi quan, lúc nào cũng nói về chết, lúc nào cũng nói về già. Rồi nhất là trong cái thời đại ngày hôm nay, thời đại tư bản, buôn bán, người ta cố gắng quảng cáo làm cho chúng ta quên đi, trốn đi cái chết. Quảng cáo những cái pháp thiền, yoga, những cái pháp trường sanh bất tử, đặt những cái tên gọi rất là hoa mỹ, để mà tạo cái ảo tưởng là chúng ta, nếu chúng ta gia nhập những cái nhóm đó, hoặc là làm những cái thực hành những cái pháp, những cái phương pháp như vậy thì sống hoài, không có chết. Cái điều đó mình phải cẩn thận chuyện đó. Không có ai mà sống hoài không chết.
chúng ta đọc, chúng ta thấy ngay cả Đức Phật, ngài cũng tịch diệt năm 80 tuổi. Cái thể xác vật lý này nó sẽ bào mòn lần lần, không ai thoát khỏi cái bệnh. Chúng ta đọc kinh để chúng ta thấy trong những cái thời gian, những cái năm cuối cùng, Đức Phật ngài cũng già, cũng yếu, cũng bệnh. Và các vị tỳ khưu, chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất, ngài cũng đau thập tử nhất sinh, cho tới gần ngày cuối cùng cũng phải bị bệnh kiết lỵ này kia, sau đó là ngài mới nhập viện. Ra mình thấy cái bệnh là cái điều không có thể tránh được, không bệnh này bệnh kia, mặc dù mình cũng phải cố gắng gìn giữ cái, bồi dưỡng cái thân thể này để giúp cho nó hoạt động được tốt, nhưng mà cuối cùng rồi mình cũng phải hiểu rằng ngày nào đó có những cái cơ, những cái bộ phận trong người nó bắt đầu nó hư, suy yếu từ 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 từ. Và già đi, chúng ta già đi từng ngày. Nhiều khi mình theo những cái quảng cáo tuyên truyền, chụp hình Photoshop này kia, mình không muốn nói nữa. Nhưng mà mình phải thực tế, đạo Phật là đạo thực tế, phải nhìn lại. Mình già đi mỗi ngày, già là chuyện bình thường, trẻ mãi không già mới là chuyện không bình thường, còn mình già đi mỗi ngày là mình chuyện bình thường. Nhưng có điều là mình có vui hay không, mình có an vui với cái già của mình hay không, an vui với cái bệnh của mình hay không. Cái điều đó là cái điều mà chúng tôi thấy một điều ích lợi rất thực tế mà đạo Phật đem đến cho chúng ta, nếu chúng ta thật sự thực hành và quán soi theo cái tinh thần đó. Mình không phải là mình bi quan, nhưng mà mình thấy nó là như vậy rồi mình sử dụng thời giờ còn lại như thế nào. Ngày xưa khi chúng tôi bắt đầu đọc cái cuốn sách này, rồi đọc những cái bài phỏng vấn của ngài Analayo, có lần ngài có nói trong một cái bài phỏng vấn là ngài nói rằng ngài suy niệm, quán niệm về cái chết mỗi ngày trong buổi thiền, thì sau khi quán niệm hơi thở thì ngài dành một thời gian ngắn để quán niệm về cái chết mỗi ngày. Và ngài nói rằng nhờ quán niệm như vậy mà ngài cảm thấy yêu đời tích cực hơn. Chúng tôi thấy rất là ngạc nhiên, không hiểu tại sao, nghe có vẻ mâu thuẫn. Chúng ta niệm chết thường xuyên giúp cho chúng ta yêu đời, sống tích cực, sống có ý nghĩa hơn. Rồi bây giờ chúng tôi áp dụng thì chúng tôi thấy quả thật đúng như vậy. Khi mình tập niệm chết mỗi ngày, mình thấy cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên, không có tránh khỏi, mình không có lo buồn. Mình thấy đó là một điều đó sẽ xảy ra. Cũng như mình phải sửa soạn đi xa, đi tới một cái quốc gia nào đó để làm ăn buôn bán, lập nghiệp, tạo một đời mới. Mà cái chuyến đi này là cái chuyến đi cuối cùng, không tránh được, thì tốt hơn là mình sửa soạn. Sau khi mình có những cái ý tưởng sửa soạn rồi thì mình cảm thấy an tâm hơn. Mình thấy nó là như vậy. Rồi những cái thời giờ còn lại, còn ở trở lại trong cái xứ sở này, tức là cái thế giới này, thì mình sử dụng như thế nào. Từ đó mình thấy mình trân quý những cái thời giờ còn lại, khi mình còn sống khỏe, còn minh mẫn. Mình phải làm sao để mình tích tụ phước báo, trao dồi trí tuệ, sự hiểu biết của mình. Mặc dù mình cũng vẫn còn là một phàm nhân, nhưng mà mỗi ngày một chút, mình nhìn những cái diễn biến chung quanh, mình không có dính mắt nha. Rồi mình đối xử mọi người, thấy cái nhìn mình khác, thông cảm hơn, tử tế hơn. Bởi vì khi mình nghĩ là trước sau gì vậy, mình cũng chết. Hoặc là cái người đối tượng, đối diện của mình, đối tác của mình, trước sau gì cái người ấy cũng chết. Không có cái gì mà phải giận, phải hờn, phải này cái kia. Rồi nhiều khi người ta có những cái lời nói, những cái cử chỉ mà có vẻ xúc phạm tới mình không có giận, mình thông cảm. Nó có thể là người đó vô tình hoặc là cố ý nhưng mà lại hiểu lầm, mình cảm thấy thương hại hả. Bởi vì mình nghĩ tới một ngày nào đó thì họ cũng không còn ở trên thế gian này nữa. Ngay cả bản thân của mình, những cái chuyện đó nó không có quan trọng. Cái quan trọng là làm sao mình làm phước,
mình sống tử tế, đối xử tử tế với mọi người và đối xử tử tế với cái bản thân của mình. Bởi vì khi mình quán thì tâm từ là đầu tiên là mình phải có cái tâm từ cho chính mình, là mình phải cố gắng gìn giữ cái thân thể này, đừng để nó bị suy mòn quá độ, để mình sử dụng nó cho đúng chỗ, đúng mức. Nên là mình phải có tâm từ về trong cái bản thân mình trước, rồi mình mới có cái tâm từ đối với người khác. Và mình thấy khi mà nghĩ tới cái chết rồi đó, mình thấy cái mình phát triển tâm từ dễ, không có gì khó. Có thể chuyển một cái rải trọng rộng ra rất dễ dàng. Mà mình sống tương đối thôi, an vui. Có những chuyện lo buồn này kia xảy đến rồi mình cứ từ từ mình giải quyết. Bởi vì trước sau gì đó mình thấy mình cũng phải bỏ phủi tay mà ra đi thôi. Mình thấy rồi. Chẳng hạn như hôm qua, và mình có những cái điều xảy ra trong cuộc sống mình thấy bình thường, mà bây giờ khi mình nhìn tới cái chết rồi mình thấy cái tâm mình nó nhạy bén hơn. Chẳng hạn như hôm qua chúng tôi tới nhà đứa cháu ăn cơm trưa, thì nhà nó nằm ở trên cái ngọn đồi cao, trước mặt đối diện cái nhà là một cái ở công viên nhỏ mà người dân trong địa phương thường hay tới đó đi bộ, dắt chó đi chơi hoặc là chơi thể thao, có một bãi cỏ nhỏ. Mà hôm qua thì coi như là những ngày đầu xuân, trời nắng tốt, bây giờ hết mùa mưa rồi, cũng còn mát lạnh chứ không có nóng, chừng khoảng ban ngày thì khoảng 20-25 độ, ban đêm thì khoảng 15-16 độ, mát mẻ. Cái mùa này là mùa tốt chứ. Nếu mà sang năm, sau khi hết bệnh dịch rồi, các anh các chị có muốn đi qua Úc chơi thì nên đi tháng này, từ tháng 9, tháng 10 là những cái tháng lý tưởng, đầu mùa xuân, hết mưa, không nóng mà cũng không lạnh. Thì chúng tôi tới đó sớm, chúng tôi đi bộ, trong khi chờ đợi ăn cơm thì thay vì ngồi nói chuyện dốc ở nhà, trong nhà thì nhiều người khách khứa, rồi ra mình thôi, mình lại mình lẳng lặng mình đi ra ngoài hứng nắng, xong đi bộ một vòng cái công viên đó. Thì ngay cái góc cái công viên đó là đối diện phía bên kia là một cái việc cộng đồng Ý ở đây họ thành lập cũng lâu rồi, dành cho những người gốc Ý, những cái thành viên của họ, gia đình thành viên. Nhưng mà nếu mà người ngoài cũng có thể đăng ký vào đó được, khi có chỗ trống thì họ cũng nhận. Thế nên mình đi tới đó mình nhìn, thì bên này nó có một cái khu vườn nhỏ cho trẻ em, có dây xích, có xích đu, có cầu trượt này nọ. Mình đứng bên này mình nhìn chụp tấm hình, mình thấy những cái một ngày nào đó rồi mình cũng đi vào bên đó ở, hoặc là ở những cái chỗ tương tự như vậy. Bởi vì mình lớn, mình già rồi thì con cái đi làm ở xa, nó không có lo cho mình được, mình cũng không muốn làm phiền. Chúng tôi có cái chủ trương giống như người Úc kìa, khi mà già rồi mà không tự lo được là xin chính phủ đưa vào trong đó chờ chết, không có muốn làm phiền ai, không muốn nhục nhập lòng. Vào đó thì họ có y tá, có này kia săn sóc hết, không có lo gì. Rồi thành thử ra mình yên tâm, rồi từ đó mình có thể sửa soạn sử dụng những cái thời giờ tốt trong những cái ngày còn cuối cùng, trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời của mình. Thành ra mình đứng mình nhìn, mình thấy không có cái gì mà phải lo lắng hết. Cái chuyện đó chuyện tự nhiên, rất tự nhiên xảy ra. Ở bên này thì cũng còn cách ly. Mỗi bang như vậy, Úc có 6 tiểu bang thì mỗi bang nó là cô lập. Nhất là tiểu bang ở Tây Úc này tương đối là an toàn nhất là bởi vì cô lập. Với lại những cái tiểu bang khác phải đi qua, phải xuyên qua một cái bãi sa mạc lớn thì mới vào Tây Úc được, hoặc đi đường biển. Thành thử ra không có nội bất xuất và ngoại bất nhập. Không, chính phủ Tây Úc này, chính phủ bang này không có cho người ngoài vào, mà cũng không có cho phép người dân Tây Úc được rời bang. Trong cái bang Tây Úc thì chúng tôi là tương đối ổn, bình ổn. Chỉ có cái là không có đi ra nước ngoài được thôi, chỉ đi lại nội ở trong cái bang Tây Úc thôi. Có lẽ phải đợi cho tới khi nào có cái thuốc chủng ngừa chính thức sản xuất thì mới có thể
kiểm soát được nạn dịch thì nhìn lại có lẽ cũng phải cuối năm hoặc là giữa năm tới. Đó. Mình phải bình tĩnh và kiên nhẫn chuyện đó. Mình cũng không nên nóng nảy. Và mình sử dụng cái thời giờ như thế nào. Nếu mình không đi đâu hết thì mình ở đây, mình ở tại địa phương mình tu cũng tốt. Cũng như hôm qua chúng tôi nói, chúng tôi thấy không cần phải đi đâu. Mình nhìn như vậy rồi cái chúng tôi đi một vòng, rồi cái cũng còn sớm, thành thử kiếm một cái băng đá, một cái băng ghế ngồi ngay cái góc đó, mình nhìn xuống trên cái bãi cỏ xa thì có một nhóm người Ấn Độ họ chơi cricket trên ném banh với nhau, họ cũng reo hò nhưng mà không có lớn tiếng lắm, có nhóm vài gia đình thôi, rồi còn ngồi, mình ngồi ở cái một cái góc công viên, trời nắng mát gió thổi, mình nhẹ nhẹ rồi cái mình ngồi mình buông thả, ngồi thiền theo dõi hơi thở, thấy hay lắm. Chúng tôi ngồi đó chừng khoảng 15-20 phút vậy. Rồi sau đó mới trở vào nhà đứa cháu ăn cơm trưa. Mà ngồi mình thấy rất là hay. Mình niệm hơi thở, niệm chết. Rồi cũng cảm ơn sư Analayo, nhờ cuốn sách của sư mà mình thấy được cái quý giá của niệm chết từng ngày, từng giây phút mà mình có thể làm được. Mà cũng đơn giản, không có gì khó. Ngài cũng khuyên chúng ta là chúng ta coi rằng từng hơi thở một, chúng ta sống từng hơi thở, chứ phải không tính sống từng năm, từng ngày nữa. Theo đúng cái tinh thần Phật dạy là mình tính mình đang sống theo từng hơi thở. Mình thở vào mà không thở ra là mình chết. Mình thở ra xong rồi cái mình không hít vào là mình chết. Vậy thôi. Cái cuộc sống mình chỉ có kéo dài một hơi thở. Nhiều khi mình nói mình học cuộc sống mình là 80 năm, 100 năm hay là mình còn khoảng 20-30 năm nữa mình mới nghĩ tới cái chết, bởi vì tôi mới được, mới có 40 tuổi còn trẻ, người ta 85 tuổi mới chết thì cũng phải 40 năm nữa, 40-45 năm nữa. Hoặc là tôi bây giờ 70 tuổi rồi thì có lẽ cũng khoảng 10 năm nữa thì cũng mới chết, không có đâu. Chúng ta chỉ có một hơi thở thôi. Mình hít vào và không thở ra là chết. Mình thở ra xong mình không hít vào là chết. Vậy thôi. Rất là đơn giản. Và mình nhìn là thật sự như vậy. Những người mình quen biết, bạn bè mình lần lượt ra đi, mỗi người ra đi theo một kiểu khác nhau và cái tuổi khác nhau. Có người ra đi lúc còn rất trẻ. Có người sống đến 70-80 tuổi. Có người 20-30 tuổi là chết rồi. Mình thấy rõ ràng như vậy. Đó. Mình thấy ra mình phải tập. Mình tập rồi mình thấy an định. Và Ngài cũng cái chút xíu nữa chúng tôi sẽ đọc, nhưng mà đây cũng nói luôn ra mình hít vào, mình niệm chết, hít hết cái hơi thở vào, mình theo dõi hơi thở, nhưng mình niệm mình coi rằng đây là cái hơi thở cuối cùng. Khi mà hít vào xong rồi mà mình vẫn chưa chết thì khi mình thở ra cái buông, mình buông xả tất cả, không có bám víu, không có lo rầu, không có suy tính gì hết. Trong thời gian 10-20 phút mình ngồi, hít vào, thở ra, hít vào mình niệm chết, thở ra buông, chết, buông. Mình làm 2-3 hơi như vậy, cái tự nhiên mình thấy không có, cái tâm nó không có chạy lang thang. Mà nó trú lại, nó trụ lại ngay tại cái hơi thở của mình, theo những cái cảm giác khi mình hít vào như thế nào, mình thở ra, mình buông xả. Và ngày hôm qua khi chúng tôi ngồi ở trên một cái ghế ở ngay cái góc công viên như vậy, mình cảm thấy rất là nhẹ, mình thấy có luồng hơi gió mát nhẹ thổi qua người, thấy lân lân, rồi cái ánh nắng mặt trời lúc đó chừng khoảng 11 giờ sáng, 11 giờ rưỡi vậy đó. Nó chiếu thẳng xuống sau lưng của mình, thấy nó ấm, gió mát rồi nắng ấm, không nóng. Rồi mình ngồi trên cái ghế, trên cái băng ghế, mình buông thả, mình thấy nó nhẹ nhàng, cái thân nó nhẹ nhàng, cái cảm giác của cái thân người đó, mình cảm thấy nó không có cái trọng lượng nặng nề, hơi thở nó nhịp nhàng, mình cảm thấy lân rất là nhẹ. Rồi xa có tiếng xe chạy, rồi có tiếng reo hò của người ta chơi thể thao, không lớn. Mình chỉ nghe
nghe mà không phản ứng, không cho nó là cái gì, hoặc là phản ứng thuận nghịch với nó, không chạy theo mà cũng không có xua đổi, xua đẩy. Chỉ nghe xa xa văng vẳng tiếng reo hò, rồi tiếng xe chạy, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy ngang nhẹ nhàng, rồi tiếng chim hót ở trên những ngọn cây chung quanh mình đang ngồi. Thấy giống như là mình hòa đồng lại với tất cả, mình không có một cái ấn tượng là có cái tôi, cái ta trong đó, cái sự phân biệt. Thấy cảm như cái tôi, cái ta của mình nó tan biến đi, hòa với lại cái không gian. Và ngay lúc đó, trong cái khung cảnh như vậy, chừng khoảng 15-20 phút vậy đó, rồi cái mình mở mắt ra, mình xả thiền, gọi là xả thiền, đứng dậy mình thấy, thấy nhẹ nhàng vô cùng. Và mình cảm thấy đâu có cần phải đi đâu, không cần thì phải lên đi trên vào trong rừng ở đồi núi xa, hay là đi vào một cái tỉnh xá nào hết, ngay tại công viên nơi mình ở thôi. Nếu mình biết sử dụng, mình ngồi, mình không có đặt điều kiện gì hết, mình sống theo tự nhiên, theo cái môi trường, theo cái hoàn cảnh ngay lúc đó, mình sống như vậy. Cảm thấy là nó nhẹ nhàng và an tịnh ngay bây giờ, ngay tại nơi đó. Không có đi, không có tầm cầu với nơi nào khác, không có muốn là phải chi tôi phải đi vào rừng, hay là phải lên trên đồi, phải đi xa, hay đi vào thiền viện gì hết. Ngay cái chút đó, ngay cái chỗ đó, cái công viên mình đang ngồi đó, là cái thiền viện của mình, cái tỉnh xá của mình, ngay lúc đó. Nếu mình không có đặt cái điều kiện, không cái tâm nó không có chạy đi theo tầm cầu ở chỗ khác, là mình thấy Đức Phật dạy rất là đúng. Cái điều đó mình phải tìm cái an vui, cái sống nhẹ nhàng ngay chỗ này, ngay trong hiện tại và ngay trong cái nơi chốn này. Là chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình đi một vòng như vậy, khoảng cuối cùng rồi thì khoảng nhìn lại đồng hồ thì cũng khoảng tiếng đồng hồ, đi một vòng trong công viên, nhìn tới nhìn lui, rồi ngồi hành thiền, theo dõi hơi thở, niệm chết. Và mình thấy nó có cái kết lợi cho mình, chứ không phải là không. Và bây giờ thì chúng tôi xin trở lại cái đề tài ngày hôm nay, tức là quán tưởng về cái chết. Mời các anh chị đi vào cái bài nói chuyện. Ngày hôm nay thì không có cái biểu đồ nào đặc biệt, chỉ chúng tôi xin đọc cái phần dịch thôi. Thì các anh chị có vào được rồi thì xin cho số 1. Chương 24, quán tưởng về cái chết. Trong cuốn sách Tỉnh thức đối diện trước bệnh tật và cái chết, lời Phật dạy trong Kinh Văn Nguyên Thủy. Giới thiệu: những bài kinh được dịch trong các chương trước trình bày nhiều cách thức khác nhau và bổ sung cho nhau, làm nổi bật sự cần thiết phải đối diện với sự vô thường, nhất là về cái chết, cũng như sự cần thiết phải có chánh niệm trong trường hợp đó. Thì Ngài nhắc đi nhắc lại nhiều lần một cái yếu tố mà chúng ta cần phải có khi chúng ta đối diện với là cái bệnh, là cuối cùng phải cái chết. Hoặc là chúng ta khuyên những cái người bệnh, những người đang chết gần đến cái phúc lâm chung, làm sao cố gắng có được chánh niệm. Điều đó quan trọng ghê lắm. Mình không có hoảng hốt, mình nhẹ nhàng bình tĩnh, rồi theo dõi. Nếu mà bệnh thì theo dõi cơn đau của mình, lấy cơn đau làm đối tượng, làm cái đề mục để mình quán niệm. Hoặc là nếu mình gần chết rồi thì mình hướng về Phật Pháp Tăng, hướng về những cái cảnh tốt. Mình có thể suy tưởng lại những cái hành động tốt của mình, hành động bố thí, trì giới, này nọ, cúng dường của mình, để mình có cái niềm tin, để mình đi, ra đi nó nhẹ nhàng, vui vẻ, chứ không có hoảng hốt, lo sợ, đó cũng quan trọng. Và cái chánh niệm nó giúp cho mình cái đó. Tập hợp các bài kinh về cái chết bắt đầu từ chương 13 với đề tài về cái chết không thể tránh khỏi. Dựa theo câu chuyện của vua Pasenadi, vua Ba Tư Nạc, đau buồn trước cái chết của bà nội của mình. Tức là ngài muốn nói là ôn lại
trong 12 chương đầu thì nói về bệnh, rồi chương 13 trở đi cho tới chương 24 là chương hôm ngày hôm nay, chương cuối cùng thì nói về cái chết. Bắt đầu từ cái chuyện là vua Vasenadi là ông buồn vì bà nội của ông chết, ông tới ông than với Đức Phật. Vua tới than Đức Phật, Đức Phật mới nói rằng mình phải gấp rút, cái chuyện nó không có tránh khỏi. Mình phải gấp rút, mình đối diện, ai cũng chết thôi. Chứ đừng có tưởng là mình sống hoài, nhiều khi mình có cái ảo tưởng như vậy. Nhưng mà nhắc nhở cho mình, mỗi khi mình có một cái người nào đó qua đời thì cũng có cái dịp để nhắc nhở mình. Rồi mình cũng vậy thôi. Đừng có tưởng là mình sống lâu được. Và mình cũng nên hồi tưởng lại là như hôm qua trong cái lúc mà chúng tôi nói chuyện, khi ăn cơm, nói chuyện gặp một người bạn cũ, nói rằng ngày xưa thì chúng tôi có những tấm hình chụp khi học ở lớp cuối cùng của bậc tiểu học, xưa gọi là lớp nhất, bây giờ tương đương với lớp 5. Cái năm cuối cùng của tiểu học thì có chụp tấm hình chung. Trong lớp đó khoảng 40-50 đứa học trò. Bây giờ nhìn lại thì chỉ còn liên lạc được với một đứa thôi. Cái người bạn đó bây giờ đang ở bên Đức, thỉnh thoảng có liên lạc với nhau qua email. Rồi những người khác là có người thì mình biết là chết, chết vì chiến tranh cũng có, vì tai nạn cũng có, vì bệnh tật cũng có, không còn. Thế ra mình còn sống như tới giờ phút này là còn may mắn lắm rồi. Ra có thể ra đi bất cứ lúc nào. Những người bạn mà mình nói chết rồi đó, thì thấy họ chết từ khi còn trẻ cũng có, tai nạn xe cộ, chết vì bệnh gần đây cũng có, hoặc là trong thời gian chiến tranh rồi họ gia nhập quân đội rồi chết ngoài chiến trường, hoặc là chết khi họ chạy đi vượt biên. Ra mình thấy không có đợi tuổi, không có nhất định cái tuổi nào, thấy rõ nhờ. Anh Dũng cũng thấy ha, anh Dũng khi mình tưởng là mình thấy cái chết xảy ra bất cứ lúc nào cho bất cứ ai, không có nói cái tuổi. Khi mình nói là mình nói cái kiểu là nói về trung bình, cái kiểu xác suất thôi, nhưng mà khi mình nhìn ở từng trường hợp thì mình thấy rõ ràng như vậy. Tính là tốt hết là mình chấp nhận để mình suy tư. Tính tất yếu của cái chết cũng là điểm trung tâm của chương này, trình bày các hướng dẫn để điều hướng quán niệm về cái chết của chính mình như là một pháp hành thiền cho mỗi hành giả. Mình phải nhìn. Các lời chỉ dạy này được ghi trong một bài kinh của Tăng Nhất A Hàm, được dịch dưới đây, và có hai bài kinh tương ứng được ghi trong Tăng Chi Bộ của Tạng Pali, A Anh 619 và A Anh 873, tức là bài kinh số 19 trong chương 6 Pháp và bài kinh số 73 trong chương 8 Pháp của Tăng Chi Bộ bên Pali. Ở đây thì chỉ dịch bài kinh 40.8 của Tăng Nhất A Hàm, tức là bài kinh số 8 của chương 40 trong bộ Tăng Nhất. Các phiên bản này đều ghi lại chuyện Đức Phật thẩm vấn các vị đệ tử tu sĩ về cách thức thực hành niệm chết của các kệ vị ấy. Đức Phật mới hỏi trong ba cái kinh này, một cái kinh trong Tăng Nhất A Hàm cũng như hai bài kinh trong Tăng Chi Bộ của Pali giống nhau. Đức Phật hỏi các vị tỳ khưu ra, các ngài có niệm chết không và niệm chết như thế nào. Và ngài, tức là Đức Phật, nhận thấy các vị này không siêng năng tinh tấn tu tập niệm chết để phát huy tối đa tiềm năng của pháp hành ấy. Sau đó ngài chỉ dạy làm thế nào có tinh tấn thật sự về pháp hành nhiều thử thách này để hoàn toàn trực diện với cái chết. Sau đó rồi thì ngài thấy là các vị đã trình bày cái pháp hành thì ngài thấy chưa được, chưa đủ tinh thần, ngài mới giảng dạy hướng dẫn phải làm sao. Rồi mình thấy ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, ngài Đức Phật đã khuyên dạy khích tấn các vị đệ tử tỳ kheo thực hành niệm chết rồi, chứ không phải tới bây giờ. Ra mình thấy nó có ích lợi chứ không phải là không. Bây giờ xin đọc cái phần kinh văn. Bài kinh về niệm chết, kinh số 8 trong chương 40 của Tăng Nhất A Hàm. Tôi nghe như vậy, tôi tức là ngài Ananda. Một thời Đức Phật trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ khưu, các ngươi hãy tu tập niệm tưởng về sự chết, tư duy về tưởng chết, phải tu tập niệm chết. Rồi có một tỳ khưu đang ngồi ở chỗ kia bạch Thế Tôn, con luôn luôn tu tập
chú tâm niệm tưởng về sự chết. À, thật ra có một vị tỳ khưu trẻ nói là con cũng đang tu tập siêng năng. Đức Phật bảo, Đức Thế Tôn bảo, người tu tập chú tâm niệm tưởng về sự chết như thế nào? Tỳ khưu bạch Phật, con chú tâm niệm tưởng về sự chết rằng tôi mong sống thêm 7 ngày nữa và chú tâm về 7 giác chi để ở trong Pháp Như Lai được nhiều lợi ích, sau khi chết sẽ không hối hận. Bạch Thế Tôn, con chú tâm niệm tưởng về sự chết như vậy. Tức là ông đầu tiên thì ông nói nhà cả con vậy, là con niệm tưởng rằng xin cho tôi được sống thêm 7 ngày nữa thôi để tôi quán về thất giác chi, 7 cái chi phần đưa đến giác ngộ. Rồi như vậy thì khi mình quán như vậy thì cái tâm hoan hỷ, rồi chết không có hối hận. Thế Tôn bảo, thôi thôi tỳ khưu, đây chẳng phải tu tập niệm tưởng về sự chết, đây gọi là phóng dật. Đức Phật đó cũng không có được, cũng còn phóng dật. Lại có tỳ khưu bạch Thế Tôn, con có khả năng tu tập niệm tưởng về sự chết. Thế Tôn bảo, ngươi tu tập niệm tưởng về sự chết như thế nào? Tỳ khưu bạch Phật, con suy nghĩ, con mong sống thêm 6 ngày nữa và chú tâm tư duy về chánh pháp của Như Lai, rồi sau đó sẽ mạng chung. Như vậy mới có ích lợi cho con. Con tu tập niệm tưởng về sự chết như vậy. Ông thứ hai này thì ông tỳ khưu ông nói rằng bây giờ, ông đầu thì nói con xin sống 7 ngày nữa. Ông này thì nói xin sống 6 ngày nữa thôi. Và lúc nào cũng tư duy như vậy để về chánh pháp của Như Lai. Thế Tôn bảo, thôi thôi tỳ khưu, đây cũng là pháp phóng dật, chẳng phải tu tập niệm tưởng về sự chết. Rồi cách viết như vậy thật sự ra nói, cũng chưa được. Đức Phật nói vậy cũng chưa được, chưa đúng cái niệm tưởng về sự chết. Lại có tỳ khưu bạch Phật, con mong sống thêm 5 ngày nữa. Có tỳ khưu bạch Phật, con mong sống thêm 4 ngày nữa. Có tỳ khưu bạch Phật, con mong sống thêm 3 ngày nữa. Có tỳ khưu bạch Phật, con mong sống thêm 2 ngày nữa. Có tỳ khưu bạch Phật, con mong sống thêm 1 ngày nữa. Tức là bắt đầu từ 7 ngày, rồi có ông thì nói là muốn sống 6 ngày nữa thôi. Rồi ông thì nói là mong làm sao, còn mong mình sống 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày. Còn mình thì sao? Mình lúc nào mình cũng nghĩ đâu, tôi năm nay mới có 50 tuổi thôi, người ta 80 tuổi mới chết, tôi còn 30 năm nữa. Thật ra đâu có gấp gì. Đây là cái phản ứng rất là thông thường. Hoặc là như bản thân chúng tôi là 69 tuổi rồi, thì tôi hay nói với bà xã và lại bạn bè là không mong sống lâu hơn, thọ hơn Đức Phật. Đức Phật trụ thế tới 80 năm thì tôi nghĩ rằng tôi sống cỡ đó thôi. Tức là bây giờ còn khoảng hơn 10 năm nữa thôi. Rồi có nhiều người họ cười, trong nhà cũng vậy, trong gia đình, anh chị em cũng vậy, nó cười, nó mày sao bi quan quá. Còn lâu mà mày, lỗ tai mày dài, mày có thể sống 90 tuổi, 100 tuổi. Còn 20-30 năm nữa mà lo gì? Mà lo gì? 20-30 năm nữa mà lo gì? Cái câu mà lo gì đó là rất là quan trọng. Mình phải nhìn cái câu đó. Đó là cái câu chạy trốn. Chạy trốn. Là cũng chưa chắc gì mình sống được hơn 10 năm. Chưa chắc mình sống thêm 1 năm nữa. Cũng giống như trường hợp này là vị tỳ khưu sinh được sống 7 ngày thôi, Đức Phật còn chê. Rồi một vị nữa thì nói là sống một ngày thôi, Đức Phật cũng chê, cũng chưa được. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ khưu, thôi thôi tỳ khưu, đây cũng là pháp phóng dật, chẳng phải tu tập niệm tưởng về sự chết. Lúc ấy lại có tỳ khưu bảo với bạch Đức Thế Tôn, con có khả năng kham nhẫn tu tập niệm tưởng về sự chết, đến giờ khất thực con đắp y mang bát vào thành xá vệ khất thực, rồi ra khỏi thành xá vệ và trở về nơi ở, vào trong tịnh thất chú tâm về 7 giác chi, sau đó con có thể sẽ mạng chung. Có tu tập niệm tưởng về sự chết như vậy, tức là ông tu tập cũng gấp gáp hơn. Ông chỉ tu tập là cái là sáng ông đi khất thực, về xong ăn xong ông về là ông chú tâm về niệm chết. Đức Phật đó cũng chưa được. Thế Tôn bảo, thôi thôi tỳ khưu, đây cũng chẳng phải tu tập niệm tưởng về sự chết. Những điều mà tỳ khưu các ngươi nói đều là pháp hành phóng dật, chẳng phải tu tập niệm tưởng về sự chết. Lúc ấy Thế Tôn lại bảo các tỳ khưu, nếu ai cũng tu tập như tỳ khưu Bà Ca Lợi Tờ Vắc Ca Ly, đó mới gọi là tu tập niệm tưởng về sự chết. Tỳ khưu ấy
khéo chú tâm niệm tưởng về sự chết, nhàm chán thân này là nhơ nhớp bất tịnh. Nếu tỳ khưu chú tâm niệm tưởng về sự chết, buộc niệm trước mặt, tâm không di động, ghi nhận hơi thở ra vào, đồng thời chú tâm về bảy giác chi, như vậy pháp của Như Lai mới tạo được nhiều lợi ích. À, bây giờ nói là không phải đợi một ngày, không phải đợi ăn xong rồi mới tụng, lúc nào mình cũng phải suy tưởng về cái chết của mình trong từng hơi thở. À, cái đó thì mới gọi là đúng theo cái thực hành niệm chết. Vì sao vậy? Tất cả các hành đều rỗng không, chúng khởi sinh rồi tàn diệt, đều là quyển hóa không chân thật. Chư hành là vô thường. Nó vô thường rồi thì không có cái ngã, không đó. Nó là rỗng không. Cho nên, này các tỳ khưu, hãy chú tâm niệm tưởng về sự chết trong hơi thở ra vào. Thở ra, hơi thở vào, là phải niệm tưởng về cái chết. Để thoát khỏi sinh già bệnh chết, buồn rầu, khổ não, này các tỳ khưu, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ khưu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Là cái cuối cùng, nghĩa là Đức Phật khuyên chúng ta, khuyên các vị tỳ khưu, là chúng ta phải thực hành niệm chết theo từng hơi thở một. Chứ không phải đợi thêm 7 ngày, 5 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày. Mình phải thực hành ngay từng hơi thở. Bây giờ thì chúng ta xin đọc cái phần thảo luận. Hai bài kinh trong tăng chi bộ của tạng Pali bắt đầu với một vị tỳ khưu đang mong sống trọn một ngày và một đêm để chú tâm đến lời Phật dạy. Cái bài kinh trong hai bài kinh trong tăng chi bộ thì chúng tôi cũng đưa ra đây, ngoài bên cạnh cái bài kinh trong tăng trong tăng nhất A Hàm, anh thử các anh chị có thể đọc ở phía dưới của trang web. Bài kinh ngắn trong hai bài kinh ấy tiếp tục với lòng mong ước sống trọn một ngày, trọn thời gian ăn xong bữa cơm, trọn thời gian nuốt vài miếng cơm, trọn thời gian nuốt một miếng cơm và trọn thời gian đủ về thở vào thở ra. Tức là mong làm sao cuối cùng Đức Phật khen là mình chỉ mong làm sao mình chỉ sống có một hơi thở thôi. Hơi thở, sau cái hơi thở này là mình chết. Cái mạng sống của mình nó mong manh như vậy, thật ra mình phải gấp rút, phải niệm chết. Bài kinh dài hơn, thêm vào trọn thời gian sống nửa ngày và trọn thời gian ăn nửa bữa cơm. Cả trong hai bài kinh, Đức Phật khen những ai chỉ mong sống trọn thời gian, nuốt một miếng cơm hay vừa đủ thời gian để thở vào, thở ra. Còn cái mạng sống mình cỡ đó, mình thấy gấp rút như vậy. Có thể mình đang nhai, mình nuốt một cái là mình chết. Không biết được. Nhưng mình hay gọi là chết bất đắc kỳ tử. Nó chết xảy ra bất cứ lúc nào. Mình thấy rõ như vậy. Thông điệp chính trong hai bài kinh trên, cũng như trong bài kinh ở Tăng Nhất A Hàm của Hán Tạng, là việc niệm chết cần phải được áp dụng ngay trong thời khắc hiện tại. Sự cần thiết này phát sinh từ sự chắc chắn của cái chết, với sự không chắc chắn lúc nào cái chết sẽ xảy ra. Những ai cho rằng cái chết của họ sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó trong tương lai, ngay cả trong ngày mai, được xem như là sơ suất, lơ đỉnh, phóng dật trong tu tập. Thay vì phóng dật như thế, nhận cái chết sẽ đến với mình, cần phải được kết hợp với sự chuyên cần, tỉnh thức nhận định cái chết có thể xảy ra ngay bây giờ. Theo ý nghĩa rằng cái chết đang tiến gần tới chúng ta ngay bây giờ. À, thì ra cái ý nghĩa nó là như vậy. Mình đừng có tưởng là mình sống thêm một năm nữa, là mình mới chết, hoặc 10 năm nữa, 20-30 năm nữa, hoặc là 2-3 ngày nữa. Không có. Mình phải nghĩ rằng cái chuyện nó có thể xảy ra. Mình không biết được. À, mình biết là cái chết nó chắc chắn, nhưng mà mình không biết chết lúc nào. À, chúng tôi thường hay thêm vào nữa là cái chết là chắc chắn. Nhưng mà mình không chắc chắn là biết chết lúc nào, chết ở đâu và chết cách nào. Mình không biết rồi. Không biết mình chết cách nào. Có thể mình ngủ rồi, cái mình đi luôn, mình không mở mắt. Cũng có thể mình bệnh, bị ung thư hay gì, hành hạ cả mấy tháng trời, cả mấy năm trời rồi mình mới chết. Hoặc là có thể mình đang nói chuyện xong, mình bước ra khỏi cửa, ra ngoài đường xe tới tông mình chết liền. Hoặc là băng qua đường xe tông chết. Hoặc là ở đâu đó họ gây lộn, họ đấu tranh với nhau, rồi họ bắn nhau, rồi cái lạc đạn trúng mình chết. Mình không biết nè. Có những cái rất là bất ngờ.
Cái chết là chắc chắn, nhưng mà chết cách nào, chết ở đâu, chết lúc nào thì không chắc chắn. Có thể xảy ra bất cứ trong cái tình huống nào, mình không biết được. Như ông Boker giải thích, niệm chết là một sự chú tâm, và thực tế là cái chết là Marana đang tiến gần tới tôi. Đây không phải hành thiền về một cái chết tổng quát, mà là áp dụng sự khoán soi cho chính tôi. Không phải là mình chỉ nhìn cái sự thông cái chết của người khác, mà mình nhìn vào cái chính bản thân mình. Thấy cái chết nó đến với mình, khi nó đến rồi thì mình làm sao? Việc áp dụng cho sự cho tự thân và nhấn mạnh về sự liên quan đến thời khắc hiện tại là khác biệt đáng kể so với các ý nghĩa thông thường. Ông Wayman ghi nhận rằng nhân loại thông thường không tư duy theo cách này. Vì thế pháp hành này có ngụ ý một loại chuyển đổi tâm trí về cái chết từ tư duy theo cách trước đây bằng cách quán soi cái chết. Ít có người nghĩ vậy. Nhiều người họ nói thôi. Mình nói ra là họ nói mình bi quan này kia, chán đời này nọ. Thật sự là những cái đó là ngụy biện. Họ không có chỉ suy nghĩ tới cái đó. Họ sợ lắm. Nhưng mà mình nghĩ rồi, mình nghĩ tới cái chết rồi, mình cách bình tĩnh rồi, mình thấy không có gì sợ. Nó sẽ xảy đến cái tự nhiên thôi. Bởi vì mình không có tránh được nó. Tốt hơn là mình sửa soạn cho nó. Sửa soạn cho cái sự kiện nó xảy ra cho chính mình. Theo cách này, trong quan điểm của Phật giáo, câu hỏi hiện sinh mà cái chết đặt ra cho con người có thể được giải quyết trong đời sống. Trên thực tế, nó chỉ có thể giải quyết ngay trong đời sống này. Hơn nữa, nó không chỉ có thể được giải quyết mà nó cần phải được giải quyết. Mình không có tránh được. Tốt hơn là mình đối diện để mình giải quyết. Như Klima đã chỉ ra, điều này đòi hỏi phải có một cuộc đối đầu mật thiết với khuynh hướng đau đớn và thất vọng về cơ thể đang suy sụp và chết đi. Đây là niềm tin của các hành giả rằng chỉ có chấp nhận sự thật này thì hành giả mới có thể thoát ra khỏi sự ràng buộc cảm tính của nó. Tức là mình phải chấp nhận như vậy. Mình phải chấp nhận cái cơ thể mình sẽ yếu đi dần dần, rồi có thể ngưng hoạt động bất cứ lúc nào. Nên có một cái ảo tưởng cho rằng là phải theo một cái pháp hành này, một cái phương pháp yoga kia, một cái lối suy niệm nọ, hay ăn theo một cái chế độ này, là mình trẻ hoài không chết, mình khỏe hoài không bệnh. Không có cái gì mà không bệnh, không chết hết. Có thể là nó kéo dài được hơn một chút thôi. Rồi cũng tới lúc nó phải ngừng lại, suy tàn. Tốt hơn là mình nhìn, mình đừng có mang cái ảo tưởng nào. Đối mặt với cái chết của riêng mình khi vẫn còn sống là cách sửa soạn tốt nhất để được bình an trong giờ phút lâm chung thật sự. Mình sửa soạn rồi là khi đó mình thấy nhẹ nhàng. Tiềm năng của pháp hành ấy là để giúp hành giả sống an bình, không bị tác động của các nỗi sợ chết. Chỉ khi nào cái chết trở thành một phần tự nhiên của đời sống thì hành giả mới có thể vượt qua ra ngoài tầm ảnh hưởng của nỗi sợ hiện sinh. Và từ đó, hành giả trở nên sống hiện thực với cuộc đời, với các diễn biến ngay trong thời khắc hiện tại. Khi mình thấy thật sự mình đối diện với nó, mình không còn sợ chết nữa. Mình coi nó cái chuyện nó bình thường. Nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Thì lúc đó mình không có sợ. Mình chỉ sống nhẹ nhàng. Coi như là mình sử dụng cái thời giờ mình còn lại. Cho nên sao nó có ích lợi. Mình không có chạy theo những cái ảo tưởng hoặc chạy trốn, không có trốn được, bởi vì nó có thể xảy ra, mình không biết được, ra mình không có trốn, mình chấp nhận như vậy. Rồi làm sao mà khi mình còn khỏe, còn minh mẫn như thế này thì mình sử dụng cái thời giờ nó như thế nào cho có ích lợi, để khi mà cái chết nó tới rồi là mình không còn có nuối tiếc. Sự thâm nhập lan tỏa khắp nơi của nỗi sợ hiện sinh về cái chết đã được Becker giải thích như sau. Ý tưởng về cái chết, nỗi sợ hãi về nó, đặc biệt ám ảnh con người. Nó là động lực chính của mọi sinh hoạt của con người. Sinh hoạt được thiết kế phần lớn là để tránh tử vong, để vượt qua tử vong. Bằng cách nào đó phủ nhận rằng đó là điểm đến cuối cùng của con người. Đó là cái tâm lý chung.
chúng ta sợ chết, chúng ta tìm cách nào đó mà để đừng có chết, nhưng mà mình không có thấy được cái sự thật rõ ràng đó là ai cũng chết, bậc thánh hay ngay cả Đức Phật, cái thân ngũ uẩn tới một lúc nào đó cũng ngừng hoạt động thôi. Khi mình nghĩ như vậy rồi thì mình không có chạy trốn. Các hậu quả của nỗi sợ chết trên nhiều khía cạnh của thái độ con người đã được nghiên cứu chi tiết trong ngành tâm lý học hiện tại, đưa đến sự phát triển lý thuyết về quản lý sự khiếp sợ, Terror Management Theory. Nghiên cứu về phương cách con người giải quyết nỗi sợ hãi hiện sinh về cái chết của chính mình. Đó là bên Tây Phương họ nghiên cứu nhiều lắm, bởi vì người Tây Phương họ sợ chết. Họ cũng có lẽ là do một cái phần là do ảnh hưởng tôn giáo này, theo cái chiều hướng của đạo Kitô giáo thì chúng ta chỉ có một đời thôi, sau khi mình chết rồi mình không có tái sinh, mình sẽ về một cái nơi nào đợi tới cái ngày phán xét cuối cùng, thì ai làm tốt thì được lên thiên đàng, mà ai làm ác thì xuống địa ngục đời đời. Thế ra mình chỉ còn có một đời thôi. Họ rất là sợ, vì chỉ có đời giờ kia mình làm, mình không có đủ thì giờ. Còn trong khi đó, theo cái khuynh hướng tôn giáo của Ấn Độ giáo, Bà La Môn cũng như Phật giáo, thì chúng ta đã có nhiều đời, nhiều kiếp. Chúng ta chết này rồi không phải là hết, rồi còn tái sinh luân hồi đã nhiều đời, nhiều kiếp nữa. Ra cũng giống như một cái chuyến đi, đi tới quốc độ này, nước này, rồi xong rồi qua nước khác làm ăn buôn bán. Ra mình có cái nhìn thông thả hơn. Chỉ có cái khác biệt giữa đạo Phật và đạo Bà La Môn Ấn Độ giáo là đạo Phật không có chủ trương có cái ngã trong đó, không cái ngã trường tồn, không có. Đó là cái sự khác biệt. Còn cái tái sinh luân hồi thì là dựa nhau, có cái ý tưởng giống như nhau, có nhiều kiếp. Sự sợ chết bắt nguồn từ bản năng tự bảo tồn mà con người chia sẻ với các loài thú vật khác. Mặc dù chúng ta có cùng chung nỗi sợ hãi với các loài thú, chỉ có con người chúng ta là nhận thức được rằng cái chết không thể nào tránh khỏi. Có nghĩa là bản năng tự bảo tồn của chúng ta chắc chắn rồi cũng không kéo dài được. Sự kết hợp lòng mong ước tự bảo tồn với nhận thức về cái chết không thể tránh, tạo ra tiềm năng sợ hãi khiếp đảm đến tê liệt. Mình cũng giống như con thú, thú nó cũng sợ chết lắm, nhưng mà nó không có suy nghĩ nhiều. Còn mình thì mình suy nghĩ. Mình sợ chết, nhưng mà mình lại biết thêm là cái chết không tránh được. Thành ra nó làm cho mình cũng như là bị bó tay, thất vọng. Bởi vì mình mong mong là mình không chết, mình sợ đó. Nhưng mà rồi mình cũng biết là không tránh được. Thành ra nó làm cho mình bức rứt, đau khổ vô cùng, hơn là con thú, ngay ở chỗ này. Nghiên cứu về nỗi khiếp đảm đến tê liệt này đưa đến sự hiểu biết tốt hơn về phản ứng sâu rộng khi con người được cho biết về cái chết của chính mình. Nghĩa là phản ứng lại bằng cách xoay chuyển chú tâm về hướng khác. Nhiều khi có một cái phản ứng khác là mình không muốn nghĩ tới đây. Mình biết mình sợ lắm, không muốn nghĩ. Ở đây chúng tôi nói chuyện với một số người lớn tuổi, nhiều người cũng vậy. Họ không có chấp nhận là họ già rồi chết, không có muốn nghĩ tới chuyện đó. Rồi lúc nào cũng nói chuyện này chuyện kia đi nọ, không muốn nghĩ tới cái chết. Khi các ý tưởng về cái chết được đưa ra trước mắt, mỗi cá nhân sẽ phản ứng lại hoặc bằng cách đánh lạc hướng bản thân khỏi vấn đề, hoặc đẩy vấn đề đó về cái chết vào một tương lai xa xôi bằng cách chối bỏ điểm yếu của mình. Nỗi khiếp đảm về cái chết nếu chưa được hóa giải đưa đến thiết lập các cơ chế phòng thủ. Một trong các cơ chế này là đẩy cái chết vào một tương lai xa xôi. Đây là các trường hợp ghi lại của bài kinh trong Tăng Nhất A Hàm và hai bài kinh tương đương trong Tăng Chi Bộ mà Đức Phật chê trách. Tức là bây giờ mình biết là mình không sẽ chết, không có thoát được, thì có nhiều cách để mình cái tâm lý của mình trốn tránh. Thứ nhất là mình không muốn nói chuyện đó. Mình cố gắng, mình tạm thời mình quên đi. Mình nói chuyện khác, mình nói vui hơn. Đó là tâm lý rất thông thường. Cái thứ hai nữa là mình nói rồi tôi cũng chết, nhưng mà có lẽ còn lâu lắm. Còn 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa. Bây giờ tôi mới có 40 tuổi, 50 tuổi.
80-90 tuổi mới chết, còn lâu, lo gì phải làm gì phải suy nghĩ tới chuyện đó. À, mình lý luận như vậy, mình coi mình đẩy lùi, mình nói cái chết nó cũng sẽ xảy ra nhưng mà nó còn lâu lắm rồi, chuyện đó rồi tính. À, nhiều người chúng tôi hỏi nói chuyện thì nói, chuyện đó rồi tính, bây giờ chưa chết chưa tính tới, chuyện đã gần chết phải tính tới. Chế độ đó cũng là một cái tâm lý, mình để ý lại, mình coi lại cái sự lý luận của mình cũng như lý luận của những bạn bè xung quanh mình thấy rõ ràng như vậy. Một cơ chế phòng thủ khác phát sinh ngay khi nhận thức về cái chết của chính mình không còn là điểm chú tâm quan trọng nữa là như thế này. Những ý tưởng về cái chết thông thường trở thành quá đe dọa nếu được chú tâm trong một thời gian dài. Một khi ý tưởng về chết không còn điểm tập trung của ý chú tâm, người ta sẽ dựa vào một cái vùng đệm thành phần kép có tính lo âu văn hóa, gồm thế giới quan văn hóa và lòng tự trọng, để quản lý sự hiểu biết ngấm ngầm về cái chết không thể tránh khỏi của mình. Người ta tạo ra và duy trì niềm tin và thực hành trong một thế giới quan văn hóa để cung cấp trật tự và ý nghĩa trong cuộc sống. Các tiêu chuẩn về giá trị phải đạt đến và bảo vệ chống lại cái chết với hình thức của một sự bất tử có tính tượng trưng. À, bây giờ mình có nhiều cái cách khác nữa. Cái cách mà mình biết rằng nó, mình không có muốn chú tâm đến nó nữa. À, thì mình làm sao? À, thì mình tìm cách mình làm những cái gì đó, mình đặt những cái giá trị khác của cái đời sống này, để mà mình thực hiện, để mình không còn nghĩ tới cái chết rồi. Theo cách này, nỗi sợ chết mở rộng nhiều cánh tay khác nhau như sinh vật đơn bào, thiết lập và củng cố ý thức về bản sắc của mỗi cá nhân. Điều này cung cấp một bối cảnh cho sự liên hệ giữa niệm chết và giác ngộ. Sự hiện thực của bất tử, như ghi trong kinh văn của Phật giáo sơ kỳ, nỗi sợ chết là có liên hệ mật thiết với ý thức về nhân thân. Vì thế, một người đã hoàn toàn thấu đạt về chân lý vô ngã thì vượt qua khỏi cái chết. À, bởi vì khi mà mình vượt qua khỏi cái nỗi sợ chết, mình nhớ như vậy, thì mình thấy được cái vô ngã, cái rõ ràng là mình không có đồng hóa mình vào cái thân thể này, nó là như vậy, mình biết một ngày nào đó nó sẽ ngưng, nó không có hoạt động, mình chấp nhận như vậy. Liều thuốc cần thiết để chữa bệnh này thì rất đơn giản. Chú tâm vào khả năng cái chết của mình có thể xảy ra tại ngay đây và ngay bây giờ. Tất cả những gì cần thiết là đem lại sự tử vong của mình vào nhận thức từng thời khắc trong hiện tại. Tức là bây giờ có cái cách duy nhất thôi. Tức là mình chấp nhận là mình có thể chết bất cứ lúc nào, ngay bây giờ, ngay tại nơi đây. Mình nhìn, mình đối diện như vậy nào. Thực hành được như thế, có một hiệu ứng chuyển hóa rất đáng kể, không những cho chính mình mà còn tác động đến những người khác. Như ông Kulosoros chỉ ra, nếu tất cả chúng ta nỗ lực hết lòng để quán tưởng về cái chết của mình, để đối phó với những lo âu của chúng ta chung quanh khái niệm về chết, và để giúp người khác làm quen với các ý tưởng đó, sẽ làm giảm thiểu các sự tàn phá chung quanh chúng ta. Hành giả có thể áp dụng pháp hành ấy để đem cái chết của chính mình và nhận thức từng thời khắc hiện tại qua pháp quán niệm hơi thở. À, tức là bây giờ mình phải tập. Mình tập làm sao mình chú tâm về cái chết trong từng hơi thở. Trong phần kết luận tiếp theo, tôi sẽ trình bày chi tiết các hướng dẫn hành thiền về pháp quán niệm hơi thở vào 16 bước thực tập. Trong trường hợp niệm chết thì thực hành đơn giản hơn. Quán niệm về mỗi hơi thở chỉ cần kết hợp chặt chẽ với nhận thức rằng thực tế là hơi thở này có thể là hơi thở cuối cùng của mình. Thì ra bây giờ mình tập như vậy. Cũng như khi mà Ngài Analayo, Ngài nói trong một cái cuộc phỏng vấn, bởi vì Ngài được mời để hậu niệm những người chết, thì mình thấy những người mà họ sắp chết rồi đó, họ hít vào một cái họ ngưng lại, bật lại họ chết. Hoặc là hít vào xong rồi họ thở ra, thở hết cái hơi thở ra xong không thấy hít vào nữa là họ chết rồi. Mình nói ra cái mạng sống mình rất là ngắn. Cái mình hít vào rồi xong rồi mình không thở ra nữa là chết. Hoặc là mình thở ra xong rồi mình không hít vào là chết. Bây giờ mình tập được như vậy.
mình tập mình theo từng cái hít vào thở ra, mình không biết được, không biết là cái hơi thở kế mình còn có một cái hơi thở kế tiếp hay không, mình phải tập. Quán niệm về mỗi hơi thở chỉ cần kết hợp chặt chẽ với nhận thức rằng thực tế là hơi thở này có thể là hơi thở cuối cùng của mình. Việc thực hành áp dụng ở đây mà tôi muốn giới thiệu có liên quan đến quán tưởng rằng cái chết của mình có liên quan đến các hơi thở vào. Với mỗi hơi thở hít vào, hành giả nhận thức rằng đây có thể là lần hít vào cuối cùng. Và hơi thở ra, hành giả tập buông xả và thư giãn. Tức là bây giờ theo đề nghị của Ngã Na La Vô mà chúng tôi tập cũng cả năm nay thấy rất là hay. Tức là khi mà mình hít vào thì mình có thể tưởng tượng, mình cho rằng đây là hơi thở cuối cùng. Hít vào, khi mình cho đây là cái hơi thở cuối cùng, hít vào cuối cùng thì mình trân quý nó. Cái tâm mình không có chạy lang thang ở chỗ khác. Mình chú tâm vào cái hơi thở vào. Khi mình hít vào hết rồi, mình thấy mình vẫn còn sống, thì là mình thở ra, mình buông xả, thư giãn. Khi mình buông xả thư giãn như vậy là mình không còn quan tâm lo lắng bận rộn về bất cứ chuyện nào cả. Lúc đó chỉ còn cái quan tâm duy nhất là theo dõi cái hơi thở thôi. Cái tâm nó không có chạy lang thang ở chỗ khác. Rồi hít vào che, xong nó ngừng lại. Rồi mình thở ra cái buồn. Chết, cái buồn. Chúng tôi tập như vậy. Mình thấy nhẹ nhàng. Thực tập theo cách này giúp hành giả điều chỉnh cường độ chú tâm vào niệm chết để duy trì sự cân bằng tâm trí. Tiến hành theo khả năng riêng của mỗi người và các nhu cầu của hoàn cảnh hiện tại. Đôi khi, ý tưởng về cái chết của chính mình có thể trở nên khá thách thức, ngay cả đưa đến sự sợ hãi và kích động. Nếu sự kiện này xảy ra, hành giả chú tâm ghi nhận hơi thở ra và buông xả. Nếu mình hít vào, mình thấy mình sợ quá, thì thôi bây giờ mình đừng có nghĩ tới nữa. Mình chú tâm gì hơn khi mình thở ra. Buồn. Buồn xả. Điều này giúp tâm ta an định. Có khi pháp hành trở nên trì trệ và nhàm chán, có nghĩa là sự kiện về cái chết của chính mình không thật sự có ấn tượng sâu rộng trong tâm. Lúc ấy hành giả chú tâm nhiều hơn và hơi thở hít vào, nhận thức rằng đây có thể là lần hít vào cuối cùng rồi chết. Chúng tôi thì không có qua cái đó, mà chỉ có qua là khi cái tâm mình nó chạy lang thang, mình theo dõi hơi thở hồi cái mình thấy chán. Thể chán bắt đầu cái tâm nó suy nghĩ về những chuyện khác. Những chuyện khác nó kích thích hơn, hấp dẫn hơn. Chuyện này, chuyện kia, chuyện trên trời, dưới đất, chuyện chính trị, chuyện này, chuyện nọ. Nhưng mà rồi cái mình tự nhắc nhở mình. Chết. Đem về, mình thích. Khi mình nghĩ rằng mình sẽ chết trong một cái hơi thở như vậy, tự nhiên mình thấy không còn quan tâm những chuyện khác. Bởi vì lúc đó là không có chuyện gì hết, mình không giải quyết được gì hết. Mình chỉ có một cái mà mình theo dõi được là cái chết của mình. Cái thân này thôi. Ra nó nhắc nhở cho mình để mình đem cái tâm về. Khi chúng tôi niệm dừng khoảng 10 hơi thở như vậy, thấy cái tâm tương đối an định rồi không có niệm nữa. Bây giờ mình mới theo dõi, chỉ theo dõi những cái cảm thọ. Hơi thở vào, hơi thở ra. Thấy nó nhẹ nhàng, lân nhẹ nhàng vậy lắm. Tới một lúc nào đó mình cảm thấy không có cái tôi, cái ta trong đó. Chỉ có một cái hơi thở vào ra nhẹ nhàng. Có những cái cảm nhận lơ lửng. Lân của cái thân thôi. Không có cái tôi, cái ta trong thấy rất là nhẹ mà sáng suốt bình tĩnh, mà nghe được hết. Nghe những cái tiếng động chung quanh biết hết, nhưng mà không có chạy theo. Biết được cảm thọ cũng không chạy theo. Rất là theo. Chắc chắn rằng sớm hay muộn gì ta cũng sẽ hít vào một hơi thở cuối cùng. Và cũng chắc chắn rằng thời điểm này càng lúc càng tiến gần đến hơn với từng hơi thở. Mình chắc chắn. Mình không biết được. Có thể 5-10 năm nữa rồi nó mới tới. Nhưng mà nó sẽ tới. Hoặc là ngày mai. Hoặc là khoảng tiếng hồ. Có thể là mình hít vào rồi mình không có thở ra. Hoặc là mình thở ra xong rồi mình không hít vào. Là đi thôi. Là từ giả cuộc đời này. Ngay cả khi không phải là hơi thở cuối cùng thì chắc chắn là một hơi thở tiến gần hơn với cái chết. Cái chỗ này cũng là cái điểm rất hay. Ngài lý luận rất là hay.
Là thí dụ như bây giờ chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta nói rằng chúng ta còn khoảng 5-10 năm nữa rồi mới chết, thành ra không phải lo. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình sống từng ngày như vậy là cái quỹ thời gian của mình nó càng ngày càng cạn kiệt, cái tuổi thọ của mình càng ngày càng ngắn lại. Như là thí dụ như bây giờ mình nói là có ông thầy bói nào, ông coi bói, ông nói mình còn sống thêm 1000 hơi thở đó mình mới chết. Như vậy là khi mình hít vào thở ra xong một cái thì mình chỉ còn 999 hơi thở thôi. Rồi mình hít vào thở ra một lần nữa thì mình còn 998 hơi thở thôi. Đó. Nên cứ càng lúc mỗi một cái hơi thở như vậy thì mình thấy cái tuổi thọ mình ngắn lại, ngắn lại, ngắn lại. Không biết cái chỗ này Kim Dung có hiểu được chỗ này không? Đó cái lý luận của Ngài Analayo. Ngài nói rằng mặc dù khi mình hít vào thở ra rồi mình chưa có chết, nhưng mà cái quỹ thời gian mình nó ngắn lại. Cái số hơi thở còn lại để mà mình sống càng ngày càng ngắn lại. À, khi mình nhìn như vậy rồi mình thấy mình trân quý được như vậy. Rồi mình làm sao cũng như mình có cái số vốn cái chuyện như vậy. Cái vốn của mình nó càng ngày càng ít hơn thì mình sử dụng làm sao cho đúng. Anh Dũng có thấy được chỗ này, anh Trần Giao có thấy được chỗ này. À, ra nó, một cái lý luận của Ngài Analayo rất là hay mà thực tế chỗ đó. Mình trân quý từng hơi thở của mình. Nhiều khi mình không biết, mình nói, còn 10 năm nữa, 20 năm nữa tôi mới chết lo gì. Mà thật sự không đúng như vậy. Mình hít vào thở ra một cái đó là mình thấy rằng đã mất đi một hơi thở rồi. Là tiến gần một bước, tiến gần tới cửa tử rồi, thấy rõ ràng như vậy. Và vậy, bởi vì khi mình thấy được rồi như vậy rồi thì mình yêu đời hết. Yêu đời trong cái nghĩa là mình sử dụng cái thời gian còn lại ngày hôm nay, trong cái giờ phút này, nó có ích lợi hơn cho cái cuộc sống của mình. Mình không có giận hờn một cách là hay hoặc là cố chấp hay là trách móc hay là giận cái gì hết, mà mình không có chạy theo những cái chủ đề, những cái chuyện trên trời dưới đất, những chuyện lông bông mà không có ích lợi gì cho mình hết. Khi mình thấy rằng cái thời gian của mình càng ngày càng ngắn lại thì mình đặt cái thứ tự ưu tiên của cái việc làm của mình, rồi mình tập trung vào những cái chuyện đó, tạo sao cho có phước báo, có ích lợi. Nếu mà các kiếp này mình tu hành chưa xong thì nó tạo những cái đà để mình tiếp tục đi như vậy, hoặc là mình tạo những cái phước để mà kiếp sau mình có những cái điều kiện thuận tiện dễ dàng hơn để mình tiếp tục cái con đường tu tập. Và cái Ngài Analayo Ngài nói rất là đúng, khi mình niệm chết là không có bi quan, mình khách quan, và nó giúp cho mình yêu đời hơn là bởi vì mình biết sử dụng cái thì giờ của mình có ích lợi hơn. Rồi Ngài mới kết luận rằng every breath closer to death, mỗi hơi thở hết tiến gần tới chết. Mỗi hơi thở hết tiến gần tới chết. Thì đó là cái kết luận của Ngài trong chương 24 này, đó là cái chương cuối cùng. Và tuần sau thì chúng tôi sẽ trình bày cái phần kết luận, tức là Ngài đưa ra cái bài kinh Girimananda, trong đó có 10 cái pháp quán niệm để chúng ta tập. Chúng tôi có trích ra rồi in thành một tập sách nhỏ và có trình bày ở Việt Nam hồi tháng 2 vừa qua. Thì đó là chúng tôi sẽ dành lại cho tuần sau. Bây giờ chúng tôi xin chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và xin phép được đọc phần hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu. Cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi sẽ thành kính xin tri ân quý chư Tôn Đức Tăng Ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh và các anh chị khác trong ban điều hành và các anh chị đã ngồi nghe trong suốt hơn 60 phút vừa qua. Trong tiến trình trình bày bài nói chuyện ngày hôm nay có những chi sơ xuất thì cũng mong quý vị hoan hỷ thông cảm cho. Trước khi xuống mic và rời room, chúng tôi xin kính chúc tất cả được một ngày an vui trong chánh pháp.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.